Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Đức Cảnh Yêu Bonsai xin chia sẻ với quý vị và các bạn kỹ thuật và các bước để chúng ta nhân giống cây hoa giấy để đảm bảo 100% sống tốt và thành công. Đối với cây hoa giấy được rất nhiều người ưa thích từ xưa đến nay, đặc biệt là trong những ngày Tết đến xuân về thì hình ảnh cây hoa giấy trong những năm gần đây đã trở thành một trong những cây hoa không thể thiếu được trong ngày Tết. Do đó, nhu cầu về chơi cây hoa giấy hàng thường xuyên hàng tháng trong năm nói chung và đặc biệt là trong giai đoạn Tết nói riêng càng trở nên thịnh hành hơn. Để đáp ứng yêu cầu, một số bạn cũng đã có comment và hỏi kinh nghiệm về các cái kỹ thuật, biện pháp để nhân giống cây hoa giấy. Hôm nay Đức Cảnh Yêu Bonsai sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn một trong cái nội dung quan trọng, đó là kỹ thuật và các bước đảm bảo 100% thành công khi chúng ta nhân giống cây hoa giấy. Đối với cây hoa giấy thì chúng ta có thể nhân giống bằng các biện pháp như chúng ta chiết cành. Đối với biện pháp chiết cành thì các bạn cũng đã biết cách chiết. Để chúng ta sơ lược như sau: chúng ta dùng dao sắc nhọn bén, chúng ta sẽ khoanh tròn ở hai đầu của một thân cành cây hoa giấy chúng ta định lựa chọn để chiết cành. Sau đó chúng ta sẽ cạo hết cái lớp vỏ có nằm trong đoạn khoanh tròn, hai đoạn khoanh tròn nêu trên. Sau khi cạo hết thật sạch, nhất là cái lớp lụa ở bên trong thân lõi, để mục đích để lớp lụa không còn có thể truyền tải chất dinh dưỡng được nữa, thì lúc như vậy thì mới đáp ứng yêu cầu được việc là chất dinh dưỡng sẽ ứ động và ở nhát cắt và hình thành nên rễ cám để nuôi dưỡng cây thân cành mới. Sau đó chúng ta sẽ dùng hỗn hợp đất đã chuẩn bị sẵn. Về kinh nghiệm là chúng ta sẽ dùng đối với rễ của cái cây bèo tây ấy, ở trong miền Nam gọi là cây lục bình ấy, hoặc là chúng ta có thể dùng đất đất mùn và dạng đất mùn. Các bạn lưu ý dạng đó, rồi chúng ta sẽ trộn nhão nhão một cách ẩm, độ ấm vừa phải đủ có sự keo dính để chúng ta bịt vào xung quanh cái vết cắt mà chúng ta đã bóc lột cái lớp vỏ ở trên thân cành mà chúng ta chiết. Để quan sát thì chúng ta nên sử dụng túi bóng có màu trắng trong để chúng ta buộc cố định lại ở hai đầu ở vị trí mà chúng ta đã tiến hành đưa đất vào. Trong thời gian nhất định khoảng tầm 1 tháng thì chúng ta sẽ thấy xuất hiện rễ cám màu trắng. Thì khi chúng ta quan sát thấy rễ chuyển thành màu vàng hoặc màu thẫm, như vậy khoảng thời gian khoảng tầm 1,5 tháng đến 2 tháng thì lúc đó tay cành đã có sự phát triển của rễ cám và rễ đã sẽ cực khỏe mạnh. Thì thời điểm này chúng ta tiến hành chúng ta sẽ cắt cắt ở phần phía dưới. Sau đó chúng ta di chuyển cả thân cành mà chúng ta đã chiết có bộ rễ ra, chúng ta trồng vào đất. Thời điểm này chúng ta trồng với giá thể đất như chúng ta đã trồng bình thường, đó là chủ yếu là nuôi dưỡng là chính, cho nên thành phần chính đó là chỉ có là đất mùn trộn với đất thịt tán nhỏ, sơ dừa, vỏ lạc và trấu sống. Trong thời gian này chúng ta sẽ tưới giữ độ ấm và để trong bóng mát để dưỡng. Nếu chúng ta cần chắc chắn thì chúng ta có thể hòa thêm cái phần thuốc kích thích cho rễ. Đối với biện pháp thứ hai là chúng ta sẽ dùng biện pháp dâm cành và không phải là dùng biện pháp chiết. Đối với biện pháp này thì chia sẻ với quý vị và các bạn, đó là trong biện pháp dâm cành thì chúng ta sẽ có hai kỹ thuật chính. Một là kỹ thuật là chúng ta cắt cành xong và chúng ta không đưa vào túi bóng để chúng ta dưỡng cành mà chúng ta sẽ dựng vào khu vực bóng mát. Biện pháp thứ hai là biện pháp kỹ thuật thứ hai ấy, là kỹ thuật mà chúng ta cắt cành xong chúng ta xử lý và chúng ta đưa vào túi bóng bịt kín để chúng ta dưỡng cành, sau đó chúng ta mới đưa vào trồng. Đối với biện kỹ thuật thứ nhất là trường hợp chúng ta cắt tay cành xong và chúng ta không đưa vào túi bóng để dưỡng mà chúng ta sẽ dựng trực tiếp vào khu vực bóng mát, thì biện pháp này chúng ta áp dụng như sau: chúng ta lựa chọn đối với cây thực sự khỏe mạnh và lựa chọn các cái tay cành có sức sống tốt không bị sâu bệnh.
dạng cành bánh tẻ để đảm bảo sức sống. Và thời điểm của biện pháp khi chúng ta dâm cành đó là chúng ta lựa chọn không phải thời điểm mà cây hoa giấy đang ra hoa hoặc là mới sau khi trổ hoa, bởi vì trong giai đoạn đang ra hoa hoặc là mới trổ hoa thì cây đang dồn chất dinh dưỡng hoặc là đã hết sức để nuôi dưỡng cây ra hoa, cho nên lúc này nếu chúng ta áp dụng biện pháp cắt dâm cành thì cây đã bị đuối sức nên là cái xác suất sống là không cao. Lưu ý các bạn như vậy. Thì đối với biện pháp này thì chúng ta lựa chọn các cái đoạn tay cành mà chúng ta yêu thích và đủ đảm bảo các yếu tố nêu trên. Sau đó chúng ta sẽ cắt kích thước khoảng tầm 30 cho đến 50 cm tùy vào yêu cầu và hình dáng, tư thế, thế dáng mà các bạn định chơi. Sau đó chúng ta dùng dao sắc bén chúng ta gọt một cách ngọt gọn cái phần phần da mà chúng ta đã cắt ở hai đầu ra, bởi vì khi chúng ta làm những động tác nêu trên sẽ đảm bảo rằng cái lớp da sau khi bị cắt sẽ được loại bỏ và nó sẽ không dẫn đến hoại tử. Khi chúng ta gọt một cách ngọn và sắc như vậy thì lúc khi chúng ta dâm thì rễ sẽ chắc chắn đảm bảo rằng sẽ được trổ ra phun ra từ các cái vị trí chúng ta đã gọt một cách gọn gàng và sắc bén như vậy. Nếu trong trường hợp chúng ta không làm được cái kỹ thuật nêu trên thì cái phần ngắt cắt thô sơ ban đầu khi chúng ta trồng xuống cũng có thể sẽ dẫn đến vấn đề là bị hoại tử cây và thối phần lớp da, dẫn đến xác suất mà ra rễ phun rễ không cao. Sau đó chúng ta sẽ nhúng đầu đầu gốc của đoạn tay cành hoa giấy chúng ta đã cắt vào trong phần kích thích ra rễ, thời gian ngâm khoảng tầm 30 phút hoặc hơn một chút cũng không sao. Lưu ý là khi chúng ta cắt chúng ta cần phải xác định đâu là cái phần hướng ngoạn, đâu là phần hướng gốc so với cái cây, tránh trường hợp chúng ta xác định nhầm thì đến lúc chúng ta trồng lại trồng ngược, tức là chúng ta thay vì chúng ta trồng cái phần gốc xuống thì chúng ta lại trồng nhầm là phần ngoạn để trồng xuống đất thì hiệu quả là không tốt mà có khi là chết cây. Lưu ý các bạn thêm nội dung đó. Sau đó chúng ta sẽ đưa vào một khu vực bóng mát, chúng ta để trong thời gian một tuần, khoảng một tuần trong bóng mát, và trong khu vực bóng mát này chúng ta vẫn phun nước nhẹ để đảm bảo độ tươi ẩm cho cây. Sau khoảng một thời gian khoảng một tuần thì chúng ta sẽ đưa ra giã thể đất để chúng ta trồng. Giã thể đất cho trồng ban đầu thì cũng đơn giản là chỉ để dưỡng cây, sau đó là chúng ta thực hiện theo giã thể mà ban đầu cái biện pháp chiết cành tôi đã giới thiệu các bạn sau khi chiết cành chúng ta trồng đấy. Đấy, sau khi chúng ta đưa vào trồng xong chúng ta vẫn tiếp tục để trong bóng mát và chúng ta kết hợp với tưới kích thích ra rễ theo định kỳ. Biện pháp thứ hai, kỹ thuật thứ hai của cái biện pháp chúng ta dâm cành đó là chúng ta sẽ cắt tay cành, và sau khi cắt thì chúng ta xử lý tương tự với kỹ thuật thứ nhất, đó là chúng ta vẫn dùng dao sắc bén chúng ta cắt gọt ngoạn các cái đầu vết cắt đi. Thứ hai là chúng ta ngâm phần gốc định trồng vào trong phần của cái chết thật rễ cũng thời gian cũng 30 phút. Sau đó chúng ta tiếp tục chúng ta đưa toàn bộ các cái tay cành đã cắt đưa vào trong túi bóng, lựa chọn túi bóng là sau đó có kích thước rộng hơn, dài hơn so với tay cành cây hoa giấy mà chúng ta đã cắt để chúng ta dâm ươm. Đưa vào túi bóng chúng ta buộc thật kín lại. Mục đích của việc buộc kín này để chống thoát nước và chống sâu bệnh, nấm bệnh xâm nhập và cũng để giữ ẩm. Sau khi chúng ta đã buộc kín hai đầu lại trong để chắc chắn rằng là các tay cành, các đoạn dâm cành đã nằm gọn trong túi bóng thì chúng ta sẽ đưa vào trong bóng mát. Đưa vào trong bóng mát thì thời gian dưỡng trong bóng mát thì thời gian gấp đôi, đó là khoảng tầm là 2 tuần, tức là so với kỹ thuật thứ nhất là 7 ngày thì kỹ thuật này thì chúng ta sẽ gấp đôi thành là 2 tuần, tức là khoảng 14 đến 15 ngày. Trong thời gian dưỡng trong bóng mát chúng ta vẫn tiếp tục chúng ta giữ ẩm, phun bên ngoài để giữ ẩm cho các cái phôi đã được dưỡng ở trong túi bóng. Sau thời gian là 15 ngày thì chúng ta bắt đầu là gỡ túi bóng ra và chúng ta đưa vào rằng giá thể đất chúng ta trồng. Đối với giá thể đất cũng tương tự như phần đầu đã giới thiệu với các bạn áp dụng như trên. Thì đối với các biện pháp này thì các bạn
tự tin chúng ta áp dụng và các bạn sẽ thành công. Đối với cả ba biện pháp nêu trên thì chúng ta cũng cần trong quá trình dưỡng cây chúng ta cũng cần tưới cái tỷ lệ thuốc kích thích ra rễ theo hướng dẫn vừa phải, theo kinh nghiệm thì cứ khoảng tầm 5 ngày đến 7 ngày chúng ta tưới một lần với tỷ lệ loãng, không cần tưới đậm. Sau đó sau một thời gian sau cây sẽ phun chồi nảy lộc và ra lá đọt bình thường phát triển, chúng ta đưa ra ánh nắng. Vâng, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, mong các bạn like, chia sẻ và đăng ký ủng hộ kênh của mình. Chào các bạn.